Thưa quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 7, phiên xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Trịnh Văn Quyết có vai trò chủ mưu, tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác cùng thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán với số tiền đặc biệt lớn. Các bị cáo còn lại đã giúp sức tích cực hoặc tạo điều kiện để bị cáo Quyết thực hiện hành vi. Viện Kiểm sát đã giữ nguyên quan điểm về mức án đề nghị từ 24 đến 26 năm tù đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Kết quả điều tra và kết quả xét xử công khai tại phiên tòa đã xác định trong tổng số 430 triệu cổ phiếu ROS giá trị 4.300 tỷ đồng được niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ có hơn 1.100 tỷ đồng là vốn góp thật, còn lại hơn 3.102 tỷ đồng là vốn khống. Kết thúc phần tranh luận cuối buổi sáng, hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi nghị án. Bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC nói lời xin lỗi và tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo liên đới để họ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Đồng thời, bị cáo Quyết gửi lời xin lỗi tới tất cả các bị hại và mong hội đồng xét xử xét công tâm, khách quan, nhân văn, thấu tình đạt lý để các bị cáo trong vụ án có cơ hội làm lại cuộc đời. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu do lỗi của tài xế xe bán tải đã thiếu quan sát, không tuân thủ tín hiệu cảnh báo, dẫn đến tai nạn làm 2 người tử vong, 3 người bị thương. Vào lúc khoảng 9 giờ tối qua ngày 28 tháng 7, tàu hỏa SNT5 lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đi tới đường ngang không có rào chắn thuộc thành phố Biên Hòa, thì va chạm với xe bán tải mang biển số 60C59705 do ông Võ Văn Khải, 49 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa điều khiển. Lúc xảy ra va chạm, trên xe bán tải có 4 người. Vụ va chạm khiến xe bán tải văng vào xe rác gần đó. Hậu quả khiến 2 người tử vong, gồm một thiếu niên 13 tuổi trên xe và nhân viên thu gom rác 23 tuổi. Vụ tai nạn cũng khiến cho 3 người khác bị thương, hiện đang được cấp cứu. Theo phòng thanh tra, hẻm ô tô lưu thông song song với đường sắt, không có gác chắn và có biển chú ý tàu hỏa. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì nhân viên chưa đóng một chắn, do lúc này đang có một chiếc xe thu gom rác. Thưa quý vị, sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành các quy định khi đi qua đường ngang, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát các đường ngang dân sinh đi qua đường sắt không bảo đảm an toàn và đề xuất giải pháp khắc phục. Và theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông tháng 7 và 7 tháng năm 2024 vẫn còn diễn biến phức tạp. Số người tử vong tuy giảm, thế nhưng số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024, toàn quốc xảy ra 14.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.204 người, bị thương 10.976 người. Đường bộ xảy ra 14.125 vụ, làm chết 6.126 người, bị thương 10.953 người. Đường sắt xảy ra 84 vụ, làm chết 60 người, bị thương 18 người. Đường thủy xảy ra 30 vụ, làm chết 17 người, bị thương 5 người. Hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người. Tính riêng tháng 7 năm 2024, cả nước xảy ra 1.889 vụ tai nạn giao thông, làm chết 860 người và bị thương 1.424 người. So với tháng cùng kỳ của năm 2023, tai nạn giao thông tăng 190 vụ, giảm 82 người chết, tăng 294 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 1.868 vụ, làm chết 846 người, bị thương 1.417 người. Đường sắt xảy ra 18 vụ, làm chết 12 người, bị thương 7 người. Đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người. Hàng hải không xảy ra vụ tai nạn nào. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt đến các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và yêu cầu thực tiễn trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, pháp luật và thực thi hiệu quả các chiến lược đã ký.
tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chủ động, tích cực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo ra cách tiếp cận thiết thực, kết quả có lợi cho người dân, kết thúc công việc và tạo ra giá trị. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen giai đoạn 2015-2024 và định hướng triển khai giai đoạn 2025-2030. Đây là cơ hội cho các nhà khoa học khắp cả nước trao đổi và chia sẻ về những kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được, cũng như những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp định hướng mới nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các bộ ngành địa phương đã chủ động tích cực tham gia vào công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý và triển khai công tác bảo tồn, lưu giữ, khai thác và phát triển nguồn gen. Chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. Công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cần tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh hơn nữa, trong đó tiếp tục tăng cường, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ công tác bảo tồn, lưu giữ, đánh giá nguồn gen, gia tăng nguồn lực khoa học và công nghệ nhằm bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn về thanh toán lệ phí xét tuyển đại học năm 2024. Theo đó, thì thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 30 tháng 7 và thực hiện nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8. Để tránh hiện tượng quá tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia thành 6 cụm tương đương 6 đợt để thí sinh các tỉnh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp và hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến thông tin tới thí sinh trên địa bàn để biết và thực hiện đúng theo lịch phân chia, đồng thời chỉ đạo các trường trung học phổ thông triển khai công tác hỗ trợ thí sinh. Trong những năm gần đây, chất lượng đầu ra của các trường đại học luôn là câu chuyện nóng tại nhiều diễn đàn về kinh tế và giáo dục. Và vấn đề đặt ra là các trường đại học đã và đang làm gì để bảo đảm nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên. Ngày 28 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp tháng 7 năm 2024. Đây là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của mỗi học viên, sinh viên, đánh dấu thời khắc mà họ sẽ chính thức gia nhập thị trường lao động, sẵn sàng đóng góp cho xã hội và nền kinh tế. Đối với nghiên cứu sinh thì tôi cho rằng một trong những cái kỹ năng vô cùng quan trọng đấy là kỹ năng nghiên cứu khoa học. Và hiện nay thì các nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc gia Hà Nội cũng đang được trang bị và quan tâm rất nhiều về kỹ năng này. Tuy nhiên tôi hy vọng rằng trong những khóa đào tạo nghiên cứu sinh tiếp theo, nhà trường có thể tổ chức thường xuyên hơn những buổi giao lưu giữa nghiên cứu sinh và doanh nghiệp. Từ thực tiễn cho thấy, trách nhiệm của các nhà trường chính là việc đảm bảo chất lượng đầu ra của người học. Và điều này thì không thể chỉ nằm trên các tấm bằng cử nhân loại khá, loại giỏi hay xuất sắc. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm luôn là con số biết nói, khẳng định chất lượng đào tạo có đáp ứng với nhu cầu của xã hội hay không. Số lượng tốt nghiệp đại học của Việt Nam là một số lượng lớn. Ngoài Việt Nam ra, chúng ta còn gửi nhiều sinh viên ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên là cái chất lượng mà của các em thì cũng cần phải chú ý. Đấy, bởi vì sau một thời gian các em làm được cái gì, các em hoàn thành được cái gì, nhiệm vụ gì của doanh nghiệp thì cái này có thể nói là chất lượng cũng vẫn còn chưa cao. Việt Nam hiện nay đứng trước rất nhiều các cái thách thức về con đường phát triển, đặc biệt là với các doanh nghiệp Việt Nam thì cần rất nhiều các cái lực lượng lao động mới mà có thể đáp ứng được về có thể là về chuyển đổi số rồi về cái sự dịch chuyển vân vân trong rất nhiều ngành lĩnh vực khác nhau, thì theo tôi sẽ cần có những sinh viên mà được trang bị một cách rất là bài bản và có thể thích nghi, có thể thay đổi được trong cái môi trường toàn cầu hiện nay. Và do đó thì chúng tôi rất là đau đáu với việc là thay đổi
và sáng tạo làm mới những cái chương trình đào tạo để làm sao sinh viên có thể được trang bị tốt nhất trước khi ra trường. Việc các trường đại học chú trọng đào tạo, siết chặt đầu ra không chỉ là trách nhiệm tự thân mà còn là trách nhiệm với người học và xã hội. Để nâng chất lượng đầu ra, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp là yêu cầu gần như bắt buộc hiện nay.